Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ làm một clip lưu trữ rất lực. Hình như là ạc này là làm lần thứ 5. Ạc này là K-Bower, tên ngày xưa là New Bower của anh Hà. Uầy, mọi người có biết gì không? Lần này chơi sự kiện, anh Hà không đứng top. Bình thường là sự kiện anh Hà đã đổ hũ G4 rồi đúng không? Đúng rồi, anh Hà của chúng ta đã đổ hũ G4. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu như một con G4 mà quay ra như thế này thì theo kinh nghiệm của tôi là anh Hà nổ hũ cũng cỡ là tầm 300 hoặc là 400. Chứ nếu như mà anh Hà mà quay 500 lần đó thì con G4 của anh Hà đã lên 5 sao tím rồi. Đó là theo kinh nghiệm của tôi. Đấy, là anh Hà đã có G4 đợt này, anh Hà không làm top bảng xếp hạng nữa. Ok, 30 triệu lượt chiến. Tổng lượt chiến hiện tại là móc từ đợt trước làm từ 140 đúng không? Thì lên 182. Đúng không? 160 là 140. Đợt này tính năng chiến thuật để vô đầu tiên coi năng chiến thuật trước. Bộ anh hùng rồi năng lượng vẫn là yếu tố tất cả thôi. Cái này quá nhân kích lực chiến. Rồi, đây bộ tốc độ 5 sao, thấy không? Rồi, bộ ghét đấu, bộ phản đòn, bộ công nghệ. Rồi ok, không là đẹp. Má giờ tôi thấy mẹ giờ tôi ngồi tôi dòm lại gạt của anh Hà vô xong rồi tôi mới nghĩ tới Lập. Má tính ra Balu chạy ác mấy không? Mẹ có công nhận Lập chạy ác thiệt. Giờ mới ngồi mới nghĩ lại mày siêu vào mới 540 bây giờ tính năng chiến thuật 5 sao vàng là mày công nhận ác liệt thiệt. Nhưng có một cái, dù có chạy nhanh đến đâu đi chăng nữa, thứ mà làm cho anh New Blue bây giờ đau lộn anh New Power chậm lại đi chăng nữa. Ủa? Ủa vậy tóc 20 ra nào vậy? Ủa? Tưởng đâu là cầm đôi giày mưa với ra nào vậy? Trời ơi má ra mà im. Trời ơi má ra anh im. Trời ơi anh ra mà anh giấu à. Trời ơi mẹ, tôi tưởng là tôi định vô tôi ngồi tôi chọc anh chứ. Tôi tưởng đâu tôi vô tôi cầm tôi cày tôi đỉnh vô tôi chọc anh chứ. Ôi ghê, quê hồi quê anh em ơi. Mẹ tính định vô chọc 180 triệu được chiến cầm đôi giày mưa chứ. Được. Im nhưng mà cầm đôi giày 20 tóc vô quýnh vẫn thua. Rồi nhưng mà không sao, có đôi giày 20 tóc là được rồi, mẹ cứ có trước đi rồi BK sau này tính tiếp mấy anh em ơi. Rồi đầu tiên là có con Tatsumaki 40 triệu lượt chiến. Mẹ Tatsumaki công nhận mấy server sau nỗ lực thiệt. Ủa tinh thông 8 à? Tinh thông 8. Ủa nếu như anh Hà, ủa fan hỏi nè. Bây giờ nếu như mà con Tatsumaki này đã định lấy G4 về rồi là hướng đi là muốn đi đâm DOT luôn hay là full meta UR? Chẳng lẽ full meta UR luôn à? Thay con ra CPU thay con này bằng thay full UR luôn à, lấy tắt luôn à, lấy hết luôn à. Tại vì tưởng đâu là Odin con Tatsumaki lên tinh thông 10. Con này tinh thông mấy rồi? Tinh thông 1.4, tinh thông 1.5, Boros 4.5. Ủa sao cái này mà đi mà sao mà thiếu năng phủ à, năng phủ đều à. Rồi, vô coi thôi mấy anh em. Đầu tiên là chúng ta có một bộ Tatsumaki không có dòng ẩn. Ôi ôi má, lần đầu tiên đây là con Tatsumaki, mẹ xin nói thẳng với mấy anh em luôn. Đây là con Tatsumaki mẹ đồ cùi nhất mà tôi từng thấy. Trời ơi má, được đúng cái giày luôn má. Tôi nói y như là nhân phẩm biết bao nhiêu thứ luôn. Là dùng hết vô đúng một món đồ luôn, tăng sát thương đến nhóm 2%, giận dữ 2%, tấn công 2%. Rồi cái món đồ này tấn công mấy đồ này đều có gì luôn. Y như là cái đôi giày này nó hút hết toàn bộ nhân phẩm của con Tatsumaki này vô đúng đôi giày thôi. Má, đôi giày này là siêu phẩm. Mẹ, đôi giày này là siêu phẩm nhưng các đôi giày luôn. Đôi giày này chơi tới chết những con AOE mấy anh em. Mẹ, đôi giày này là siêu phẩm. Nhân phẩm này là dùng hết đôi giày luôn rồi. Má, đồ cũng có đồ ẩn luôn, đập xui vãi à. Rồi. Thẻ này ngon, thẻ này thì bao đỉnh. Cái gì đây? À phòng thủ. Rồi, bạo kích, 3 dòng tấn công. Ok. Má tôi nói anh Hà mày dơ đồ, tôi nói dơ từ cái thời mà làm tới cũ giờ tới bây giờ vẫn đi 2 dòng bạo kích thiệt. Đồ có dịp mẹ 2 dòng bạo kích luôn cho rồi. Má bây giờ bạo kích giờ Ron thế này bạo kích Ron vô nghĩa lắm. Đồ thà đã đi 100% bạo kích luôn chứ còn bây giờ đi Ron bạo kích làm đéo gì thiệt. Mẹ bây giờ mẹ tao nói bạo kích bây giờ dịp mẹ bạo kích luôn. Bây giờ mấy ông biết cái thứ gì mà nó đang hot không? Cái thẻ này mấy ông biết cái dòng gì trong cái thẻ này bây giờ đang hot meta không? Được cho mấy ông biết luôn, bây giờ tất cả các server luôn mấy ông biết cái dòng gì là đang hot meta không? Nếu như tôi nói đang ở phân khúc mà tầm trung nha. Dòng hiệu ứng với lại dòng kháng hiệu ứng đang là hot meta. Thiệt, đang là hot meta luôn tất cả các con luôn.
Hiệu ứng kháng hiệu không, đỡ đòn không ngon. Hiệu ứng và kháng hiệu ứng đang là những dòng hot meta của tất cả các server ở thời điểm hiện tại. Mấy anh em nghĩ nha, cái skill của ông Sam á, mấy cái skill của ông Sam á, mặc dù là làm clip lưu trữ nhưng mà tôi nói hơi riêng xíu, như lâu lâu sẽ có những cái nói cho những cái hay mấy anh em nghe. Cái skill của ông Sam đúng không, là 100% đặt hiệu ứng sụp đổ đúng không, dù chém vẫn hụt bình thường, chém 3 lần hụt 3 lần luôn. Ừ, tụi nó counter, tụi nó counter cái đội hình đặt sụp đổ lại mấy cái hiệu ứng nha, con Siriu nha, con Siriu nha, nó chi kích theo nội thương nha, mà con Siriu chỉ cần đá lượt đầu mà nó hụt nội thương tôi mấy ông mất cả chi kích luôn. Ừ, mấy ông mất cả chi kích luôn. Đó là vì sao người ta dùng con đồng đế để người ta cao tô con Siriu đó. Là cái kháng bây giờ hiệu ứng nè, kháng hiệu ứng là những cái cực kỳ đỉnh. Tôi nói DBK nha, DBK tôi nói ví dụ như con năm đầu này, con năm đầu này á, anh Đào chơi đúng không, tôi nói DBK á, đi quyết đấu cân bằng thôi. Tôi nói hiện giờ trong quyết đấu cân bằng mấy ông quýnh thôi, mà mấy ông cầm con Tatsumaki là mấy ông tự tin, mấy ông ăn con năm đầu đúng không? Đúng, không hề sai. Nhưng con Tatsumaki mấy ông chỉ cần mà hụt một lần trường lực thôi, con năm đầu này đứng dậy thôi, nó chỉ cần đứng dậy thôi, nó tạt một phát thôi, nó hồi sinh, nó hồi sinh ok thôi. Nó hồi sinh bây giờ nó hồi sinh con gì, con đen bóng, nó hồi sinh con Buri hoặc là nó hồi sinh con Tatsumaki mấy ông thua trắng thiệt. Nó con năm đầu này á, con năm đầu này quýnh như là mấy ông coi ở Vander vậy, nói như là lúc mà thằng ấy nó hỏi Doctor Chin là chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội để chiến thắng, năm đầu sẽ nói rằng chúng ta sẽ có 1% cơ hội để chiến thắng, 1% đó là chúng ta chỉ cần né trường lực là chúng ta sẽ lật kèo. Trời ơi, tôi nói tôi không biết đâu cân bằng, tôi thua con quỷ vậy thôi. Nếu mà mấy ông build mấy ông sẽ có là mấy ông áp đảo luôn nếu như mà mấy ông dính trường lực, nhưng chỉ cần một lần mà mấy ông hụt trường lực một phát thôi là mà nổ đam DOT không chết năm đầu này, thì con năm đầu này mày nó quần mấy ông tới chết nha. Đấy, không là bây giờ kháng nhiều quân cái thỉ này nè, không có thỉ này bây giờ là cái thỉ mà này bây giờ cái bạo kích á, bây giờ nó không ngon đó nha. Mấy ông kêu á, ngày xưa á, tôi nghĩ á, bây giờ mình chơi á, tư duy ngày xưa mình là cứ bạo kích rồi tấn công, nhưng bao giờ tất cả cái con sau này luôn, kể cả mấy ông chơi Siriu á, cái thẻ của con Siriu mấy ông phải đặt nội thương trúng á thì mấy ông mới đạp tiếp được, còn mà thường đa số Siriu thì sẽ trúng. Nếu như không chơi chích lỏ thì con Siriu nó đạp kiểu nào cũng trúng mấy ông, cùng Tatsumaki á thì nó tạt đông giống, nhưng mà có một số con sau này nó sẽ quýnh á, trong trường hợp mấy ông bị hụt á, mấy ông đi BK mấy ông bị hụt á khó chịu lắm nha. Đấy, với lại bây giờ người ta biết sẽ ấn rồi, bây giờ người ta biết sẽ ấn rồi, không như ngày xưa nữa mấy anh em. Bây giờ là tôi làm nội dung rồi, tôi chỉ chia sẻ thôi, chứ còn bây giờ ấn người ta đã biết xài rồi nha. Đấy, bây giờ cái khái niệm bạo kích, cái khái niệm bạo kích bên server chung từ lúc mà ra con năm đầu UR nó đã thay đổi rồi, tăng 130% kháng bạo, tăng 130% tỷ lệ kháng bạo kích đi chăng nữa vẫn bị ăn bạo kích là chuyện bình thường nha. Cho nên là khi mà bây giờ meta nó chuyển dần qua thì có một số cái nó thay đổi, mình phải chạy theo meta mấy anh em. Đó, như kháng hiệu ứng này ngon nè, kháng hiệu ứng đỡ đòn hoặc là hiệu ứng sẽ ngon. Ví dụ như mấy con tướng tăng á. Rồi, để coi thử là con G4 này tăng sức thêm ok. Tấn công ok, hiệu ứng rồi, ok ngon, cái này thì này hai dòng đặt. Nhưng mà con G4 này á, tại sao build cái thỉ này hơi lỏ? Cái thỉ này là để cho con MK nè, lấy từ con MK lấy qua. Nha, cái thỉ này tôi nghĩ là từ lấy từ con MK lấy qua thôi. Đó, tôi nghĩ là thỉ này lấy từ con MK lấy qua thôi, tại vì ngày xưa để con MK hiệu ứng thì ngon. Nhưng mà con G4 này á, đúng phơm của nó nha, cái thẻ này của con G4 á phải là kháng hiệu ứng. Tại vì con G4 này không có cơ hội để ở hàng sau mà đam. Nghe thẻ này là cùi. Tại vì sao? Tại vì con G4 á không có cơ hội để đam, tại vì á hàng sau chắc chắn sẽ là Tatsumaki với lại Siriu, hoặc là một con DPS là Siriu với lại một con khống chế. G4 không có cơ hội để được đứng hàng sau đâu mấy anh em. Muôn đời luôn, G4 chỉ đặt vô để boost thôi. Rồi trang bị là bộ DK rồi, đúng, trang bị này miễn rồi. Ồ mày bộ DK ổng mới cũng hai món. Một món full 3 dòng xong rồi 2 dòng. Rồi. Full công cộng kháng thôi. Con G4 này thì không cần, G4 này build max kháng, anh em kháng càng nhiều tốt, thẻ này cũng build miễn thương luôn cũng được. Tại vì cái dòng của nó, cái mục đích của nó đặt vô đồ hình á là mình đi con G4 này là mình đi chung với lại một con thêm rồi. Đấy. Rồi ok cũng được, nhưng mà tạm đi. Mới chuyển qua mới ngày đầu giờ build thôi mấy anh em. Rồi Sonic thì bình thường, Sonic đây bạo kích. Con Sonic này vẫn build kháng hiệu ứng là hiệu ứng luôn, bây giờ nó là meta mấy anh em. Rồi để con Ngọc coi. Ngọc có chuyển đổi gì không? Rồi đâm xuyên kháng bạo kích rồi ok. Rồi cái này là hỗn độn đúng không? À chống đỡ. Rồi đỡ đòn. Điên bấm. Rồi ok, chuẩn bị coi. Đủ đồ ấy, mấy em, top gần như đủ đồ mà. Thấy đặt đồ hơi lỏ nha, mẹ trong cái đó đồ con Buri thì full lấp lánh. Rồi. À
cái bộ này bộ HP. Ủa tôi ngồi tôi đặt câu hỏi. Ủa tôi kêu ủa tôi nói tôi mình giờ không kỹ, ủa kêu ủa sao cái bộ này Mỹ HP nó full bốn món lấp lánh gì sao mà anh Hà không lấy con Tatsumaki nó chơi. Sao mình dòm lại Mỹ bộ này bộ HP, Mỹ cái bộ HP lại đập được bốn món lấp lánh. Đủ trong cái đấy con Tatsumaki đập bốn món công thì đủ được cái hai món lấp lánh là đủ lỏ. Mà tôi nói con Tatsumaki này nó thọt chiến nó thọt ác luôn mấy ông à. Mấy ông cứ nghĩ nha, tôi nói cái đồ này nha mấy ông thọt nha, tôi nói hai cái món này thọt phải gần 2 triệu công. Mấy ông hai cái món này mấy ông đập ra chừng mỗi món mỗi mỗi ô chừng hai cái vòng ẩn thôi, mấy ông nhét vòng 2% tấn công vô hoặc là mấy ông nhét cái vòng tăng sức tôi đánh nhóm vô là ác lắm. Bây giờ vì sao Tatsumaki bên server của tôi toàn là 41 42 triệu không là gì, đang thọt đúng triệu luôn rồi, thọt hai món đó. Đấy. Máu không gì, máu bộ này máu phế lắm anh em ạ, bộ này ít con chơi bộ này mà HP lắm, hiếm lắm. Bộ này ít con chơi bộ này mà đi thiếu HP lắm, có may ra đi bóng chơi bộ này HP nó khỏe nhưng mà cũng không mềm ít. Bộ này chỉ thùng cho đam luôn, bộ này là super 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 cho đam luôn mấy anh em. Bộ này chỉ cho đam mới là cho tốc thôi chứ không có cho tăng mấy anh em, tăng con buggy á, con buggy kể cả đi bộ hỏa lực này luôn đi nó cũng đi công luôn mấy anh em. Đi tăng cũng được, đi bộ này đi bộ hỏa lực đi bộ này tăng cho buggy cũng được, lấy tốc độ để sau này buggy mình đẩy lên đầu cũng được. Đấy. Đấy. Không là là sẽ đi đẩy được chiến lên nó sẽ khá là cao. Rồi, ok. Đấy. Rồi, ạc top silver mấy anh em mà nha. Một cái ạc này nha, cái ạc này nha là một trong những ạc mà làm tôi làm từ đời đầu mà cày cày một ạc nha, không đi mua nha, mà cày một hơi nha, lúc tôi làm hình như là 65 67 giờ một hơi, làm từ lúc chưa có vợ. Nha, làm từ lúc chưa có vợ. Tới bây giờ có vợ, chưa có con là 180 rồi. Đấy. Mẹ tôi nghĩ là lúc có vợ rồi sẽ đi chậm lại nhưng mà không, mẹ từ lúc anh có vợ anh đẩy một hơi là anh cứ vợ như tháng 8 năm trước tới bây giờ anh đẩy lên là mẹ giờ phải lên 60 củ lực chiến nữa rồi đó. Anh đi đốt mà lực chiến cái 38 tại vì này đi ấn ấy anh, ấn này đi đi ấy anh. Này đi cái chỗ này đẩy cái chỗ cái đồ mà cái ngọc đây nè, cái vàng thỉ này nè, cái vàng thỉ dòng ẩn lên lực chiến cao hơn anh. Anh có xài thỉ dòng ẩn không? Thỉ dòng ẩn lên lực chiến cao hơn nha. Thỉ dòng ẩn lúc nào cái dòng ẩn cũng lên lực chiến cao hơn cái thỉ năm dòng thường. Thỉ dòng ẩn cao lúc lực chiến nó cao hơn nè. Thì cái thỉ dòng ẩn này anh đi bộ thỉ dòng ẩn này nó kích hoạt lên lực chiến cao hơn. Còn mà anh không đi thị dòng ẩn nó lên lực chiến bình thường à. Ạc này đi sát thương trực tiếp mà. Nhưng mà sát thương trực tiếp đây thì đồ nếu có dòng ẩn nó kích vô luôn nhìn buồn đời vãi. Đấy. Đấy. Rồi ok. Đó là con Tatsumaki. Thường là tầm này là ai cũng 40 hết. Ai cũng 40 hết. Còn mà bình đi đêm đam DOT thì chỗ này sẽ là ấn công mấy anh em. Chỗ này đi đam DOT, chỗ này là không chơi ấn này, đam DOT chỗ này sẽ là ấn công, nghe full công hết toàn bộ luôn. Và sau này khi mà ra cái ấn mới á, thì bắt đầu chuyển qua ấn mới để chơi ấn mới. Đấy. Rồi, ok, đấy là về tướng nha, đó chắc tướng thì không gì để nói rồi, vô review thôi, tại vì cái này mấy ạc này thì chủ yếu vô review là chính thôi mấy anh em mà. Rồi bộ huy chương thì chắc cũng 5-6 hết rồi. 4 5 chưa được nào năm mà 4 4 hết à, 4 đều. Để dành mấy cái sau à. Rồi, ok. Đấy. Ừ, ạc này ngày xưa mà tôi làm clip lưu trữ mà tôi làm lúc đó là 60 65 rồi lên 80, 80 rồi lên 100, 100 rồi lên 100 lên 120. 120 lên 140 rồi đợt 140 là tôi đóng clip lưu trữ 2 tháng rồi từ 2 tháng lên giờ lên 108, bữa là đáng lẽ làm 107 rồi. Làm trăm đâu làm 107 rồi xong rồi tôi kêu mẹ UG ra đen nhanh này thôi lấy mẹ UG về lên 108 luôn đi làm cho nó đẹp. Đấy. Rồi 200 thì làm chuẩn bị 200, tôi nghĩ 200 nhanh hả, 182 lên 200 tầm này nhanh lắm, tầm này với tiến độ con Siriu nó ra thì tinh thông con Siriu đẩy nhanh lắm mấy anh em à. Không, mặt của anh Hà lên lâu tại sao anh Hà hết tài nguyên rồi, nếu như mà không nâng tinh thông giờ này tinh thông mà đủ ra đầu tháng đẩy con Siriu một hơi luôn là đẩy con Siriu một hơi lên luôn là tinh thông 8 thì lên được 200 không, 199 rồi phủ sao tím nữa là lên. Tầm này hiện tại đang một con full sao tím nè. Tầm này chừng ba con full sao tím thì lên thôi. Sách ở đâu à? Sách nào? Sách đây hả? Trời ơi, sách đi quay sự kiện thiếu gì anh ơi? Trời ơi, quay sự kiện đi, game hay combat đã tay mà thiếu gì chơi đó. Trời ơi, cái cuốn sách nâng cấp anh chơi sự kiện G4 đi, anh quay thêm đi. Trời nó cho quá trời luôn anh ơi, chơi đi. Chơi đi, trời chơi sự kiện G4 đi. Chơi sự kiện G4 đi là sẽ có sách. Sách quá trời sách luôn. À sách đây là sách nâng cấp rồi. Này, chơi đi mấy anh em ơi. Mày. Cái sách nguyên liệu đây hả? Ngày đi 10 lần.
Xách nguyên liệu đây thì này ngày đi 10 lần thôi, xách nguyên liệu đây ngày đi 10 lần. Ngày đi 10 lần trả qua anh đi anh nâng mấy con quái nhân này lên cho anh đẩy meta quái nhân ấy chứ chứ bây giờ để hành để dành thì thiếu mẹ gì, bây giờ để dành thì thiếu mẹ đi. Tôi đây Tetsu Mikey tinh thông 8 rồi, con MK này cũng tinh thông 7, con điên bóng tinh thông 8 mà giờ nguyên liệu thì tôi còn dư cái chỗ này dư gần ngàn mấy 2.000 mà. Quan trọng là nâng đi nâng mấy con này nó bị hao thôi, nâng mấy con này sớm quá để làm cái gì đâu. Do đi nâng mấy con này sớm quá thôi chứ còn nếu như mà không nâng mấy con này thì dư. Không nâng mấy con này hồi xưa không chạy con này này, ngày xưa có ba con mà tôi không chạy là con xương rồng. Con xương rồng này, con Sikin nè, ba con liên tiếp tôi không chạy là con xương rồng này, con Sikin nữa là xác định BB là ba con này tôi không chạy, mẹ mấy anh chạy mấy con này chạy cho cố lên chị. Con này mấy con này tôi đâu có nâng đâu, tập trung nâng sau này nâng con Phượng nè, con Phượng sau này sẽ nâng tinh thông phe cho con Phượng nè. Đấy. Đấy để vô mà đi BK tầm này đi tầm này vẫy thôi mấy anh em, tầm này vô chỉ có quạt thôi. Này vô là chuẩn bị là meta này, lạc này full meta là cứ giờ là ra tiếp theo là tháng sau ra series và sẽ bỏ Buri rồi lấy tóc đè thôi, tóc bây giờ ai đi trước vô là win thôi mấy anh em. Bây giờ qua tháng sau là hết còn khống chế rồi. Bây giờ qua tháng sau là một phát một thôi, qua tháng sau là G4 lên trên xong series vô rồi canh là chỉ có đạp thôi, bum 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 thôi mấy anh em. Đầu tháng là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của Shiru mày. Để coi thử đơm anh đơm 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 đại đế rồi, đơm anh New Blue rồi. Tôi nghĩ là thắng luôn rồi, tầm này quýnh anh New Blue khéo thắng luôn á, xếp lại đội hình thắng luôn á, New Blue có để đội hình không? À có, để anh Tatsumaki dùng gấp à. À bày trận để anh Bugi xuống đây rồi. Khéo thắng luôn á. Thắng luôn anh mình New Blue luôn á. Ồ để G4 hàng sau à. Bugi hàng trước à. Ủa kỳ lạ vậy, để hàng sau ôm xuống à. Để hàng sau ôm xuống nha, tự nhiên để hàng trước chi để gì à, mày tự nhiên để hàng trên vậy, để hàng trên buồn vậy, để G4 đam à. À bị DOT cần mẹ con G4 mới đam mấy không. Ủa G4 một à, quên G4 này G4 một à, quên quên mất mấy ông. Trời ơi má G4 nó ghẻ mẹ, G4 này G4 một mấy ông mà quên mất, tôi tưởng đâu con G4 hai để lên trên đầu. Ê, tôi tưởng đâu là con G4 này con G4 2 phải không? Cái ồ tự nhiên G4 mà để dưới đam làm mẹ gì? Không, mẹ tưởng đâu quên mất mấy anh em, đáng lẽ tưởng đâu là quay luôn là được, là quách kình 2 luôn quên. Nhận thưởng mới là quách kình 3 nhưng mà không, quay ai cũng 1.5 hết. Tạt lửa nè. Đi trước luôn không? Ủa sao New Blue vẫn đi trước luôn vậy? Ok. Sao anh New Blue vẫn đi trước luôn vậy? Thua gì mà đi trước vậy, anh New Blue set set tóc 6 sao vàng à. À Blue 7 sao dày. Trời đất ơi. Trời ơi toàn là quỷ không. Trời ơi, má ơi, 7 sao ác quỷ. Để có bóp nhiều vậy. Con Sonic nó đi cái là chắc bên đây rụng càng hết rồi mấy không mà. Theo tôi nghĩ là con Sonic bên đây nó đánh cái con Fubuki nó chi kích là bên đây rụng một mớ. À đó, rút nè, đây con Tatsumaki chết luôn không? Tôi nghĩ là con Tatsumaki chết luôn á chứ, chết luôn, chết Tatsumaki luôn nè, chết không? Một tạc tôi nghĩ chắc chết luôn á, chết không vậy? Một thanh. Mất đi một thanh rồi nè. Bạc, 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 bạc. Chết luôn không? Chết con Sonic, con Tatsu còn bao nhiêu thanh? Trời ơi má. Má ta nói con Tatsumaki 5 thanh máu, mẹ ăn một cái follow up thôi mẹ đi luôn đó mấy ông, coi máu con Tatsu nè đó mấy ông, coi máu con Tatsumaki nè, ăn một cái follow up hết 5 thanh luôn mẹ. Đó mẹ G4 đó mấy ông, thấy sức mạnh của G4 đó mấy ông, con Fuki nó tạt mất 5 thanh mấy ông, đâu 4 thanh con tá tạt mất có một thanh thôi, con Fuki kích nổ mẹ một phát mất 4 thanh. Trời ơi má. Ôi má tạc mẹ con Tatsumaki này chịu nổi luôn đồ, má đúng sức mạnh của DOT. Cái này may này thẻ này đi sát thương đó nha, đang là thẻ bên đây là ba dòng sát thương đó nha. 80. Ôi. Ôi ôi một lượt luôn mấy anh em ơi, đúng một lượt luôn. Ôi ôi má ác quỷ. Ôi mạnh má. Má đâm DOT bây giờ quay đã, mày đâm DOT bây giờ đánh đã mấy anh em ơi, má đâm DOT bây giờ đánh bao đã luôn á.
quan trọng là tốc độ đi trước vẫn ok hơn. Thì tôi vẫn đi trước thì vẫn lợi thế không anh em? Không biết mấy anh em ơi, sếp Neil chắc bị hờn Winner Game không lên được ở Quách Cần 3 cho nên là không lên mấy anh em. Ừ, quan trọng là bây giờ đi cái này là quýnh theo đam con phu mấy anh em. Cái này là con phu nó mạnh lắm, mấy anh em nhìn con phu nó nổ vậy thôi, con phu mạnh lắm mấy anh em à. Mấy anh em nhìn con phu ok, mấy anh em nhìn con phu ok, nhìn cái bộ sườn nhìn nó tạt ra thì không có đam đâu, nhưng mà cái đam ẩn của nó nổ khỏe lắm mấy anh em. Đam ẩn của nó nổ khỏe lắm. Đam này mà mấy anh em đi sâu là một lượt là chết luôn. Trời, máu vàng sau nó dày. Tatsumaki chưa lên máu được, tại vì Tatsumaki chưa quýnh ăn vô hộ thể nên không có lên máu được. Bên kia bơm máu nhiều quá, bên kia nhồi hộ thể nhanh quá, Tatsumaki nó chưa lên máu kịp mấy anh em à. Con Fuki tạt ra nè. Không có hiện mấy anh em. Nó đâm 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 DOT máu xám nó ẩn mà. Đây mấy anh em coi nha, mấy anh em coi ví dụ nè, đây. Từ con này đang là mấy thanh, từ con này đang 11 thanh đúng không? Đây con này đang 11 thanh đúng không? Đây 11 thanh nha. Đó 11 thanh 2 chấm máu tím nha. Đây 11 thanh 2 chấm máu tím nha. Nè, đây 11 thanh nè. Đó mất 2 thanh máu thường nè, để con phu kia tạt nè. Đấy. Bạc đó. Đúng không? 3 thanh còn 8 phải không? Thấy không? 11 xuống 8. Thấy không? 11 xuống 8 nha. Mà con DK này còn có né nha mấy anh em, mà đâm DOT né không được nha. 11 xuống 8 nha. Con Tatsumaki này hồi nãy là từ từ 5 xuống 4 mà con DK này vô tạc đâm DOT là né sát thương, là nó né cái lúc của con Tatsu nha. Tới lúc con Fubuki ăn đam vô là từ 11 xuống 8 nha mấy anh em, là 3 thanh. Nha, là 3 thanh mấy anh em, 7 luôn đó. Thấy không? Giờ xuống 7 luôn rồi nè. Đó, giật thêm phát đam nữa xuống 7 luôn rồi nè. Đó. Nhanh lắm. Con Fubuki này tạc đam nhanh lắm. Chịu nổi đâu. Nè đam không ngứa máu con MK luôn nha, mà coi Tatsumaki chi kích nè, 7 nè, từ 7 nè, coi như 7 xuống nhiêu nè. 7 nè, từ 7 xuống nhiêu nè. Đây từ 7 xuống chắc còn có 4. Rồi từ 7 xuống 3 luôn, một lần 4 thanh. Rồi nổ đam DOT xuống 2. Ôi ơi má, tao nói nó rút đam nó đéo hiện đam luôn, mẹ chỉ có ngồi coi thôi, chỉ có ngồi canh như thế này thôi mới coi được đam, chúng tao không coi được đam luôn đó. Mẹ từ 7 xuống còn 2, 5 thanh. Trời ơi mẹ. Chịu mấy anh em chết luôn. Rồi đây tạt 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 sẽ tôi trực tiếp không vô máu nha, sẽ trực tiếp không vô nha. Một lần mày vô chết đó, mày nhẹ nhàng easy game. Mày. Đi trước mà New Blue có gù 4 đâu, New Blue không có gù 4 mà. New Blue không có gù 4 mà. Đi trước tầm này là con Tatsumaki nó bóp một phát vô là nếu như mà vô đam cái là nó gãy nhanh lắm mấy anh em, mà tại vì đâu lên hộ thể được đâu. Máu xám bóp vô đâu lên hộ thể được đâu, không lên hộ thể được thì một lượt là xong mà, nó ba lượt không? Mạnh như New Blue gì ba lượt rồi, để coi thử là tuần sau là quýnh vô gặp kèo của anh Diệt Dịch Quy, coi thử đam như thế nào. Ờ thì mai đó mấy anh em, mai luôn đó. Ặc này là còn sát thương nha. Ặc này bộ thể là còn sát thương nha. Ặc này bộ thể mà đam DOT chắc tôi nghĩ nhanh còn nhanh hơn nữa. Ặc này bộ thể rồi con Tatsumaki rồi vẫn là đang sát thương. 65% đam. G4 18% đam. G4 chiếm gần 20% đam luôn, kinh khủng khiếp. Đấy. Em tưởng đâu anh còn chơi Sam chứ. À gộp chung cụm mà, gộp chung hết rồi kìa. Này một lượt không? Thử coi. Một lượt không? Đi trước không? Đi coi đi trước coi. Đi trước quý tập không? Đi trước không? Này đâu thử đi trước được không? À đi trước không? Đây đi trước luôn nè, đây đi trước luôn nè.
Nè con Tatsumaki 4 thanh. Đây đi trước luôn nè mấy anh em, 4 thanh đi trước luôn nè, đây. Má ơi, game đúng rách luôn. Bạc. Má vô chưa gì sạch trắng đồ hình luôn. Đồ rớt vô liếm cái chết, con Sonic chết luôn. Má một liếm đi hết luôn, chịu đồ. Trời ơi, đi rồi, chết sạch. Má một liếm đi mẹ, một liếm đi, một liếm luôn, đi luôn con Boros. Con Sonic vô siêu bức khúc luôn. Con năm đầu hết máu xám luôn. Con năm đầu không còn máu xám luôn. Đây có thể bóp siêu kỹ rồi. Đây kích siêu phàm luôn nè. Mày đâm tay đâm 200. Rồi chết Sonic luôn. Rồi chết Tatsu luôn một lượt. Đó đi trước Winger. Đó đó đi trước đó mấy anh em. Đó đó đi trước đó mấy anh em. Đó đi trước là một lượt luôn. Đó má ảo ma mà. Anh hay làm công việc tự do nữa thầy chia sẻ thôi, đừng có công việc, đừng có hỏi tôi về công việc tự do nữa má, cái vụ mệt quá. Bữa giờ tôi quần với các bạn mà hỏi tôi cái vụ đó tôi mệt quá mấy anh em ơi. Mày giờ mấy anh em cứ đi làm đi, trải nghiệm đi, thích làm thì làm thôi, làm nghỉ mẹ đi. Rồi đừng gọi tôi nữa, đừng có hỏi tôi tư vấn nữa, tôi cũng đi làm khổ chết mẹ. Mấy ông trải nghiệm đi, mấy anh em trải nghiệm đi, đừng đi hỏi nữa mẹ, vậy tự bản thân đi trải nghiệm đi. Đấy rồi bữa vô cái bạn đó mẹ, hôm bữa qua bữa sau bạn nó cũng gọi tiếp. Xong hết rồi, cột mình điên bóng này thì câu giờ thôi, 4 thanh để coi tạt vô máu không. Điên bóng này thì nó khỏe thiệt. Rồi xong rồi đó, đi trước là một tạc thôi. Cái đam DOT này chưa thực sự chưa hết sức được, chưa hết công lực được. Tại vì mọi người biết tại sao chưa hết công lực được không? Tại vì cái đây nè, nó chưa hết công lực được, nó còn cái nằm trong cái bộ thẻ này nữa. Đầu tiên là con G4 này nó phải 5 sao tím. Nó chưa đâu, nó chưa maximum đâu. Cái này phải có anh Son á. Này để coi anh Son lên 5 sao tím rồi. 5 sao tím của cái này là khi mà lên 5 sao tím là 80%. Hồi nãy khi mà tôi ngồi tôi test á, đây nè, bây giờ vô test không nè. Đây bây giờ vô test mấy anh em, khi mà có con G4 sẽ tăng bao nhiêu đam nha. Đây mấy anh ngồi sẵn có Archangel vô ngồi test luôn nè, đang mạnh luôn nè. Đây bình thường đúng không? Đây là bình thường con Tatsumaki đi. Một lượt. Này chắc đây ngồi test đây con Tatsumaki nè. Nãy tôi có hướng dẫn mấy anh em test trong Discord rồi. Đây là con Tatsumaki đúng không? Đây mấy anh em quýnh bình thường. Coi đam đây nha, coi đam cũng full key thôi. Đây bình thường nè, một mình đó nè. Đây mấy anh em vô coi chi tiết đam. Thì chi tiết đam á, thì con đây lóc xáy kinh hồn nè. Đây nè, đây rồi chi viện nè, 67 nè, thấy không, 67 triệu nè. Hả? Bắt đầu cho con G4 vô. Không cần một con thôi, con kia nó cũng tự nó follow up mà. Coi đam con phu mà mấy ném. Cô đam con phu thôi chứ đâu cô đam con tát đâu mấy ném, cô đam con phu mà. Vô mình coi đam con phu thôi. Mình coi cái đam của con phu lên bao nhiêu thôi mấy ném. Đó 94 triệu nè. Cô đam con phu thôi chứ đâu phải cô đam con tát đâu mấy ném. Đấy. Trời ơi mày. Lên gần 50% đam luôn. Ác ôn thiệt. Nói chung là ra con này meta đâm DOT là tôi hiểu lý do vì sao con kia nó vô địch 6 tháng rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ở bên server Việt Nam, tôi sẽ chờ thử ai sẽ là người dẫn đầu xu thế con G4. Con G4 với con, tôi nói luôn, con cái combo con G4 với con Tatsumaki này ở server Việt Nam sẽ có một lối chơi, nếu như ai biết vận hành thì sẽ cực kỳ mạnh và cực kỳ imba ở server. Cụm server mới kể ra cũ thì hơi khó, cũ thì hơn thua về tốc độ, nhưng mà cỡ ngang về server mới một tí á, hoặc là phân khúc ngang tầm trung á, để tôi coi thử cái ai vận hành con G4 này đỉnh cao nhất.
Con G4 này riêng ở phân khúc tầm trung nha, có một cái lối chơi cực kỳ dị và cực kỳ mạnh luôn, và áp dụng cực kỳ mạnh luôn, là sẽ chơi cực kỳ ngon ở server mới đâu, không phải ở server mới mà là ở tầm cái phân khúc mà cũng cỡ tầm 300 đổ lên á, thì mấy anh em sẽ có một cái lối chơi cực kỳ mạnh nếu như mấy anh em biết áp dụng lối chơi đó. Và tôi coi thử ở server Việt Nam có ai lấy được, có ai áp dụng được cái lối chơi đó hay không. Đấy thì cái này là quýnh lượt một mà, nhưng mà cái này thì câu chuyện là cái thẻ này nó chưa lên xét thêm, ba dòng xét thêm thì mới ngon. Đấy đấy, ba dòng xét thêm thì nó sẽ ngon. Cái này chưa tối ưu đâu, cái này còn nhiều cái đó tối ưu lắm, cái này chưa phải bộ ngập nữa, nó ra thêm bộ ngập nữa thì nó sẽ mạnh nha, cái bộ ngập thì nó sẽ khỏe, mấy em mới còn thiếu bộ ngập nữa. Rồi ok, đây là clip lưu trữ móc 180 triệu lượt chiến của anh Hà Newbua, hoặc là KX Power, hiện tại đang là top 2 server 01.